Chào các anh em nha. Thì mình bắt đầu một cái chủ đề mới. Thì trên tinh thần học hỏi chung, thì bây giờ mình sẽ nói ra một cái đặt một câu hỏi để anh em có thể trả lời ở dưới phần comment ha. Thì theo anh em, những cái công thức nào mình học ở trường mà được dùng nhiều nhất trong khi mình đi làm ha? Những công thức nào mà mình sử dụng nhiều, áp dụng ở trong khi làm, thì anh em vui lòng comment ở dưới nha. Coi thử nó có đúng không, nó có đúng có sự trùng hợp của các anh em không, thì anh em góp ý dùng cho nó phát triển ha. Tại vì là mình cảm thấy là hiện tại mình đang đi một chiều, chỉ có là cái hướng của Edegai đưa đến anh em là chưa thấy anh em phản hồi, thì cái hướng mình thấy phản hồi nó sẽ tốt hơn. Tại vì cái nhu cầu thực tế là anh em, những người có thể coi xong video có thể đọc phần comment là mình có thể biết thêm nhiều cái kiến thức. À, thì anh em cứ comment xong rồi Edegai tổng hợp lại và làm một cái video nói về cái chủ đề những công thức mình hay sử dụng, mình áp dụng vào trong cái công việc của mình nó thuận tiện ha. Thân chào anh em và mong anh em góp ý cho mình được qua lại ha, được giao tiếp với nhau nha. Tại vì bên YouTube là hiện tại là đang kiểu giao tiếp một chiều nhiều hơn, thì mong anh em hỗ trợ ha. Rồi, cảm ơn anh em.